Dạ em chào chị. Hello Tân. Dạ Chào Tân. Chị khỏe không? Chị chào khán giả. Khỏe. Chị đang trồng bông đúng không ạ? Mà chị nghe Tân đọc cái lá thư chị tức tối quá trời luôn á. À thế hả? Nên cho chị nhiều chuyện nha Tân. Dạ ok. Chị chào khán giả của Tân nha. Chúc mọi người sức khỏe, bình an, vui vẻ nha. Dạ. Nó nghĩ Tân ơi, cái Tân nói cái lá thư chị không có đồng ý với Tân là cái lá thư đó là Tân nói là đọc cho Ngàn nghe nha. Cái lá thư đó nó không có viết cho Ngàn đâu à. Gửi vợ yêu mà không biết gửi vợ nào. Không biết phải gửi vợ yêu là không biết vợ nào thì đúng đó Tân. Dạ, đúng nhưng rồi, mà chị nghĩ là nó gửi cho Mạnh Thường Quân. Chính xác, nó không có gửi cho vợ yêu đâu. Chính xác, nó gửi cho mấy cái cô nào đó. Trời ơi, hận ơi, thương hận quá, hận trung tình quá, hận ơi, hận trời ơi, thương quá. Cái gì vậy trời, cái gì mà mô công nhận cái thằng này nó nói gì đâu mà nó coi như là nó kinh khủng khiếp luôn á. Working, dùng đủ chiêu trò chứ. Nó dùng đủ chiêu trò để nó moi hết chứ cái lòng chắc cái giờ gì nó, cái thằng này công nhận chị nghĩ nó kinh nghiệm, nó cô gái đầy, coi như là hình như là nó là sư phụ của sư phụ luôn á. Đâu sư phụ mà cô gái. Yeah. Chính xác luôn, đồng quan điểm với chị luôn đấy. Đó, nên kinh khủng thiệt. Cái gì mày nghĩ sao Thận ơi, tao nói cho mày nghe nè, mẹ mày ở dưới đó mày có biết không, mẹ mày trong lòng mẹ mày cũng vẫn còn thương mày dữ lắm luôn. Mà mày có biết là bây giờ á, mày có biết là bây giờ tại sao chị nói, tại sao tao biết như vậy là tại vì tao cũng đang có người ở dưới rồi. Ở dưới đi xuống nhà mẹ mày chơi rồi, cũng hao mòn một đứa con gái với hai thằng trai đang ở dưới nhà mẹ mày chơi rồi, nên biết rất rõ về mẹ mày à nha Hận. Tụi nó đang cho tụi nó xuống dưới nhà mày chơi dưới á. Dạ. Đó, nên á, tại sao cái mẹ của con mẹ của nó đó vẫn còn thương nó dữ lắm mà nha, vẫn sợ mấy đứa em á Tân. Yeah. Vẫn sợ là cái thằng này về vũ bà nữa. À thế hả? Bà tại vì bà thương cái thằng này nhất hả? Dạ. Bà bao che cho cái thằng này dữ lắm luôn á Tân. Mà tại sao mày nỡ lần nào Hân ơi, tại sao mày nói là con mà còn mà mẹ mày không thương mày, tại sao mẹ mày mày là đứa con vô thừa nhận với Hận? Mà tao không phải tại sao nữa, thật sự giờ tao nói cho mày nghe là tại giờ nào tao giải thích cho Mạnh Thường Quân cho cộng đồng mạng hiểu thôi, chứ tao không cần nói cho mày nghe cái lỗi của mày. Mày cướp cổ mày, mẹ mày, mày đạp mẹ mày xuống mương rồi này kia và nhiều thứ lắm, nhưng mà bà không có dám nói ra thôi đó. Bà giấu nhiều thứ lắm tại vì bà muốn bao che cho mà cho Hận thôi đó. Mà tại sao mà nỡ lòng nào, mà không phải nỡ lòng đi, mày con người của mày như vậy còn nói gì nữa mà nỡ lòng nào, còn cái từ nào để dùng nữa đâu. Nên chị muốn lên nói để cho cộng đồng mạng đừng có để cho cái thằng này nó ma mị, nó dụ dỗ nữa. Yeah. Rồi thứ hai nữa là mày thương con cái kiểu gì mà con của mày á, là mẹ của mày với con Phượng Anh nó gọi em mày, gọi con mày mỗi ngày, gọi bảo mẫu mỗi ngày để nói chuyện nó với nó, tụi nó coi nó tụi nó ra sao, chứ không phải là họ quan tâm họ bỏ. Mày có rước con mày về hay không? Tại sao mẹ mày hỏi đó? Tại sao mày không rước về? Nếu mà mày thương con mày thì mày đã rước về rồi. Tại sao tối mày kêu rợ đỡ nó ban đêm, để nó bên đó ban đêm? Cha mẹ con nào cũng trông, con đứa con nào cũng vậy, dù ở cho bảo mẫu có thương cách mấy đi nữa nó vẫn trông chờ hờ tấn. Dạ. Nó cứ trông chờ cha mẹ nó đón về chứ. Dù ở bên cha mẹ mình có 1-2 tiếng đi nữa rồi đi ngủ, họ nó cũng vẫn mong muốn chứ. Tại vì cái máu mủ tình ruột thịt mà. Chính xác chị. Dạ. Dù sao nó cũng có cái sự gì đó Tân. Cái sự gì mình có con, Tân cũng có con, Tân biết mà phải không? Dạ. Nó có cái sự gì nó connect với lại nó kéo, nếu kéo như chị đây, con của chị á, mà đang ngủ hơn làm cái tự nhiên cái chị giấu cái tay chị vớt nó lên liền à, chị nó chuẩn bị nó lăn xuống sàn á ta. Yeah. Tự nhiên mình đang ngủ sao một cảm giác là con mình bị rớt xuống sàn cái chị chụp nó lại liền á. Yeah. Phải không? Chính xác. Mình đi đâu con mình làm cái gì đi nữa thì nó cũng có, mình cũng có cảm giác là hình như là mình bữa nay con mình nó bị gì, sao mình có cảm giác như vậy. Yeah. Thì tại sao Hận ơi,
con của mày cũng vậy đó, nó cũng có cảm giác nó nhớ thương mày chứ. Hả? Như con Phượng Anh bây giờ nè, mày đối xử với con Phượng Anh cỡ nào đi nữa, nó vẫn thương, nó vẫn thương, nó cha cha một cũng cha, hai cũng cha. Dạ. Yeah. Đó, thì tại sao mày không còn cái đó Hận ơi? Tại sao mày không biết thương cha, không biết thương cha mẹ mày Hận? Cha của mẹ, cha của mày á, giờ đi làm hồ đó, Hận ơi. Đi làm hồ ở xa xứ đó, ăn không dám ăn đó, đang để dành tiền để về chi? Để dành tiền về để mà là chờ lo thuốc phang cho mẹ của mày, lo cho con mày đó Hận. Tại sao mày không có nghe tiếng kêu gào của mẹ, của mấy đứa em mày, của giống như của tao đi nè. Tao chừng biết hoàn cảnh của nhà mẹ mày như thế nào, tao kêu gào thằng mày Hận. Mà tại sao mày nỡ đồng nào mà cái thân của mày thân trâu, cái thân của mày còn hơn là cái con trâu nữa, của mày mạnh như còn hơn con trâu nữa. Mày cái thân mày còn hơn cái con bò điên nữa đó, có sức như con bò điên vậy đó. Mà tại sao mày không chịu đi làm để mày kiếm ăn rồi mày gửi tiền về mày nuôi cho mẹ mày, hay là không gửi tiền về nuôi cha mẹ mày đi thì mày cũng được nuôi con. Mày có biết con em mày nói sao không ba? À, ảnh như vậy mà ảnh cứ đi kêu gào kêu mạnh thường quân nuôi rồi này kia, con uống sữa sùng này kia, bây giờ không có uống được. Bây giờ con của mình á không có ăn không có sữa uống thì nấu nước cơm cho nó uống. Còn không có cơm ăn thì là ăn cháo. Hồi xưa tụi bay tụi cũng lớn rồi, tụi chị cũng lớn giống vậy mà, đúng không hả? Đúng không Tân? Chính xác giống vậy thôi. Ngày xưa là cái như là nó thật sự cơm mà phải đụng khoai chứ đâu phải là cái như bây giờ. Ừ. Dạ. Chị đâu có được uống mà. Chị đâu có được uống bình sữa nào đâu Tân. Chính xác. Mà bây giờ mày lên mày kêu gào là phải uống sữa ngoại mới được. Chung ngày xưa là nấu cơm ra đấy. Nấu cơm ra là cái như là chắc cái nước cơm và bỏ cái đường mà được tán đó, cái đường đen mà cái ngày xưa còn được tán đó, đó. Rồi lấy cái dao cạo cái đường ra rồi bỏ vô nước cơm rồi quậy lên đó, rồi cho những cái đứa trẻ con nó uống để thay sữa mà uống nó chắc lên rất bổ, ăn nước cơm là bổ lắm đó. Thì đúng rồi đó Tân, mà đâu nó nói cũng mập dụi cái như là nó cũng khỏe mạnh đâu yếu đâu, mà giờ Hận phải đòi là sữa ngoại thì sữa ngoại bằng ngoại bây giờ đó. Không biết bây giờ anh muốn uống sữa ngoại hay sữa nội, sữa gì cũng được, mà anh phải bỏ sức lao động ra anh làm. Chứ không thể bây giờ anh đi xin của người ta cho anh còn cái chê kể như là thế này thế khác. Nó chê. Vừa đòi điện thoại, nó đòi phải điện thoại phải dùng cho con nó phải là 5-7 triệu, chứ còn thật sự 3-4 triệu đó không được. Đâu? Không phải 5-7 triệu, không phải 5-7 triệu, 7-8 triệu trở lên. Dạ. Là cái điện thoại chị cho, chị cho cái nói cái điện thoại là chị cho khoảng 4 triệu trở xuống, nó nói 4 triệu trở xuống là sao mà xài. Phải chừng 7-8 triệu trở lên thì nó kêu mấy cái đứa dược sư á là bỏ tiền hùng vô đi. Yeah. Mỗi người 1 triệu hùng vô là ra được 7-8 triệu cái gì. Giờ mua rồi Phượng Anh cái dùng, hay nó lấy của Phượng Anh nó đi cầm. Nói với thằng này nói không nên lời, nhưng mà chị nghe chị tức cái vụ mà nó là đứa con vô thừa nhận. Yeah. Rồi nó hồi lâu rồi nó đổi thừa là nó sanh con, hỏi tại sao mà sanh con dữ vậy, cái nó nói tại nó đổi thừa con Nhàn, là con Nhàn á muốn đẻ kiếm con gái. Ủa vậy con Phượng Anh mà không phải con gái hả? Phượng Anh nó bây giờ nó nói nó khen ngược lại là con Nhàn mà cho nó được 4 thằng con trai bụ bẩn dễ thương. Trời ơi, vậy là làm sao? Vậy là mày muốn đẻ hay là con Nhàn muốn đẻ? Rồi bây giờ tụi bay đẻ ra tụi bay có nuôi hay không? Thứ nhất, mới đầu là tụi bay họ đẻ ra tụi bay không nuôi rồi. Tụi bay chỉ biết hưởng thụ cho thôi. Chỉ biết hưởng thụ và đẻ ra thôi. Rồi xong rồi, thứ nhất là để cho con Phượng Anh nó giữ. Yeah. Mày bắt nó ở nhà để mà nó giữ con. Con Phượng Anh hỏi con có biết tại sao mà ba mà để con ở nhà giữ con, giữ em không, 4 đứa em không? Cái nó nói con nghĩ là chắc tại vì đi giữ em á, đi gửi con, gửi em á nhiều tiền quá. Nó ba kêu con ở nhà, nghỉ học ở nhà để giữ em, để đỡ tốn tiền. Đau không Tân? Nó nói một cái mơ đứa trẻ nó nói vậy, nó nói vô tư. Nó không có bắt lỗi cha nó. Nhưng mà mình nghe mình đau chứ Tân. Mình người ngoài mình nghe mình đau cho tội nghiệp cho cái đứa đang giữ con Phượng Anh. Đúng gì, đúng chính xác. Trời ơi, và bây giờ nói là vẫn còn nói là ta cho mình là đưa cái đứa vô thừa nhận là làm sao? Cái vấn đề đó là em thấy là cái thằng này chung là chẳng những mà nó
nó bất nghĩa mà trung thành đây, bây giờ nói chung không còn cái từ gì mà nói nữa. Đêm hôm có một khán giả nhắn tin em là trong đời có năm cái chữ bất lớn nhất mà thằng Hẳn ôm hết rồi: bất nghĩa, bất hiếu, Thì bất đó, nhân, bất tính. cái lá thư này chị biết là nó chỉ viết cho Mạnh Thường Quân thôi, nó ma mị cho Mạnh Thường Quân thôi, nó quá trời. Đúng không nhỉ? Mày kêu người ta nè để yên cho mày, mày có để yên cho người ta đâu mà người ta để yên cho mày. Bây giờ mày nói thẳng lên đi, mày kêu tao để yên cho mày đi cho rồi đi. Và bây giờ mày kêu tao để yên cho mày thì mày nằm cũng để yên đi, rồi mày muốn bao nhiêu tiền nè, muốn bao nhiêu tiền tao gửi về tao nuôi mày thì mày nói đi, tao để yên cho mày, lên nói đãi đi cho rồi đi, đi kiếm vòng vòng chi cho mệt vậy. Người ta mừng cái người khác cho thì cũng cho vài trăm rồi thôi ha, ai ô biết đâu vài bữa nó kiếm được cái bà nào thật sự nha, bà nào mà mê nó dữ lắm hả, biết đâu mê nó giàu có rồi này kia phải nuôi nó suốt đời. Nhưng mà về chị cũng nuôi nó đó, nhưng mà với điều kiện mày phải lên mạng mày nói thôi. Về bà Hạnh ơi, bây giờ bà để cho tôi yên đi, bà đừng có nói tôi nữa, bà để cho tôi yên đi. À, tôi cần nhiêu tiền cái nhiêu tiền đó, mỗi tháng nhiêu tiền đó bà gửi về bà nuôi tôi đi, rồi tôi yên thì tao gửi về cho mày. Hận ơi, mày để cho cha mẹ mày yên đi, tại sao mày đem cha mẹ mày qua ra ngoài vậy hả? Mày nghĩ sao mày là cái đứa con vô thừa nhận á hả? Bao nhiêu tiền của bà đổ vô cho mày, mày báo bà như thế nào rồi chưa đủ, mà bây giờ mày đi đi lên cộng đồng mạng mày báo bao nhiêu người Mạnh Thường Quân hả? Con mày đẻ ra mày tự nuôi chứ không. À, bữa nay chị chơi coi trên kênh Hoàng Sáo có cái anh nào đó, chị nghĩ cái anh nào chị biết cái nick của ảnh, ảnh nói chị là vậy nè Tân, ảnh nói chị là cái mầm mống của cái người cái gì, chị là cái người mà gây ra cho ông Hận cái lòng tham lam cho ông Hận đó, chị là cái người gây ra lòng tham lam cho ông Hận, chị gửi tiền cho ông Hận nên bây giờ nó tham nên nó cứ đòi hoài. Ủa gì Tân, hồi nào tới giờ nếu mà người nào coi kỹ chị không có bao giờ cho Hận Hận đồng nào luôn hết Tân, phải không Tân? Nào giờ chị cũng nói rõ mà chị đâu có cho Hận đồng nào đâu. Chính xác, chính xác. Chị ngay từ đầu là chị nói chị nuôi con Phượng Anh thôi, chị tiền bạc á, chị nuôi con Phượng Anh cho tới học tới lớp 12 là tiền bạc chị sẽ đóng thẳng vô trong nhà trường luôn. Chị vẫn làm gì cho bao nhiêu người khác, chị chưa bao giờ gửi về cho nó đồng nào hết trơn á. Còn mua đồ này kia là cũng qua từ tay tụi nó đi mua, chứ thôi chị không có gửi đồng nào về cho Hận 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 á. Cái lời hứa của chị làm sao, chị cái lời hứa của chị là chị muốn muốn nó lời hứa của chị là phải bảo lãnh con Phượng Anh qua đây, rồi con Phượng Anh sẽ bảo lãnh được nó, rồi nó bảo lãnh được những đứa con, thì cái lòng tham của nó là nó muốn đi Mỹ thì nó phải chịu thôi. Còn cái lòng tham tiền bạc đâu có liên quan tới chị đâu, nó cái lòng tham tiền bạc của nó là nó ngay từ đầu nó từ ở dưới mẹ của nó rồi, nó đã có cái lòng tham như vậy rồi, nó đã muốn giết mẹ nó vì tiền rồi, đúng không Tân? Chính xác chị. Thì bây giờ kêu gọi bây giờ đổ thừa chị là cái Hận Hận ra như thế này là do chị, tức không Tân? Chung cái này thì cái này thì nói thật sự ra thì cái bản chất của thằng Hận đây thì em nghĩ là hiện bây giờ cũng rất nhiều bà con nhìn nhận ra hết rồi. Chỉ còn một số mà chị em mà bây giờ đang thần tượng tình yêu Hận nó quá vĩ đại với con nhàn đó, thì những người còn nhảy ra là comment bằng giọt nước mắt thôi chị. Hiện bây giờ còn nhiều người nhảy comment chửi em nữa mà. Nói là em đi moi móc để cho Hận nó yên, để cho nó kiếm tiền nuôi con. Các người cái như là có người nhảy comment một câu mà em thấy cũng cũng vui vui, đó là nhìn cái mặt lang thang Sài Gòn cũng đẹp trai mà tại sao là cái đi là cái như anh hít thằng Hẳn đồ. Giỡn thôi, biết đâu nó đẹp trai biết đâu. Rồi nãy có anh Châu lên á, cảm ơn anh Châu nha, tại vì cái bây giờ chị chắc cũng ngắt liền với chị rồi, chị mê trai đẹp không à. Thua Đâu biết đâu mai mốt cái Hận nó lên nó nói là chị hợp tác với Tân và giật nó xuống là tại vì mê trai, mê Tân nữa, mê trai đẹp giống như chứ. Tân nữa chứ. Anh Châu, chị em biết anh Châu nói giỡn chứ, chứ em biết cái câu đó vui, anh Châu cứ nói tự nhiên đi không có sao hết, nhưng mà nhưng mà biết đâu vài bữa nữa thằng nó lên nó giật chị kiểu đó nữa, buồn cười dễ sợ luôn, có nhiều người nói chị mắc cười ha. Mới nhân viên máy khán giả là nó bảo là những cái thông tin mà nó nói cho mấy vị này thì đừng có gửi qua cho lang thang Sài Gòn. Hẳn đó, nó nói Vậy là hả? anh để cho em làm kiếm sữa em nuôi con em,
những cái thông tin mà em trao đổi với anh thì đừng có gửi qua cho kênh YouTube nào. Trong đó là có Lang Thang Sài Gòn, chung là có hai vị khán giả, một vị là gửi một tin là anh thông cảm nhiều YouTube là hại em quá. Đấy, em đi làm cũng kiếm sữa cho con em thôi. Bắt đầu là một vị nữa là anh ơi đừng có gửi thông tin này cho tất cả các kênh YouTube, vì hiện bây giờ có Lang Thang Sài Gòn là một người đứng đầu để mà cái những bóc phốt em quá trời quá Thì bây giờ mày muốn đi làm thì mày đi làm đi, mày đi làm đi, đâu có ai nói gì mày đâu, mày đi làm chân chính, mày đi đừng có lên mày rồi mày mua mốc của tiền của cộng đồng mạng của mạnh thường quân đi, tiền của người ta cũng là tiền mồ hôi nước mắt chứ bộ. Chính xác chị. Tại sao mà người ta còn phải, người ta chỉ lo giúp cho những người đói khổ và nghèo bệnh tật rồi này kia, giống như với lại tương lai của những đứa nhỏ, nhưng mà con của mày là có mày lo rồi, có mày có đủ sức để mày làm thôi, người ta gì đó, con của mày đã đủ sức rồi, mày đủ sức mày làm mày nuôi con mày, hồi xưa mày mày có thể làm mày nuôi kia là 6 người mà, hồi xưa mày có lấy mày làm nuôi 6 người rồi, rồi mày cho con nhà 500, rồi con của mày uống sữa ngoại rồi này kia, rồi mày đi ăn phủ phê, đi ăn toàn là ăn đồ đồ biển đồ này kia, rồi mày sinh nhật sinh này kia, rồi mày mặc đồ hiệu không, mày có sức mày làm mà không, không lẽ bây giờ ra mày mày tay chân của mày liệt rồi hả? Tại chân của mày liệt hay là giờ tao nói luôn nó bậy luôn cái nè, hay là bây giờ cũ của mày đã liệt rồi, mày ăn chơi kiểu đó quá rồi giờ liệt rồi mày không có đi làm được nữa. Đây, đây những liệt cái nó không liệt cái gì ơi. Bây giờ hỏi cái con nghe thấy không, cái tướng của nó bây giờ còn gần hơn là cái con bò đá đó, cái con bò đá, cái con bò gì đi đánh lộn phải không? Mà bây giờ tại sao mày không làm được, chỉ có một cái là cái cũ mày không làm được nữa thôi nè, chứ hồi xưa mày làm mày kiếm tiền quá trời tiền luôn được, sao bây giờ mày làm không được, nổi điên à? Đang nghe hận, đang nghe thấy em livestream là cái những máy khán giả kêu đừng gửi cho không Lang Thang Sài Gòn bất kỳ thông tin nữa hết Mới nghĩ sao mày nghĩ sao mà mày nói cho mẹ mà mày là đứa con vô thừa nhận chị mới tức hết đó. Mày nói bất cứ thứ gì mày nói cũng được hết, nhưng mà tao bây giờ tao lỡ vô là tao lỡ vô mày, không phải lỡ vô mày, tao là lỡ vô cái câu chuyện mày để mà mày gạt người rồi, thì tới giờ tao biết gì, tao phải nói cho bao nhiêu người biết. Cha mẹ mày, mẹ của mày vẫn còn binh vực mày đó Thận ơi, mày có biết không, bao nhiêu mấy đứa em của mày sống lo lại cho vợ phụ giúp lo cho mẹ mày, mẹ mày bệnh hoạn ở dưới đủ thứ hết trơn á, mày có lo không Thận? Sao biết lo, muốn giết mẹ mình mà lo gì, nói hoài nói lộn câu này hoài nè. mà đó thì mày buông tha cho mẹ, buông tha cho cha mẹ mày đi, mày đừng có khơi vậy nữa Thận ơi. Rồi xong rồi cái mày nói người ta môi móc, cái chuyện này là mày nói chứ không phải ai nói chân á, ai mà môi móc mày, mày mới nói tức thì phải không, ai mà vô thừa, mày có vô thừa nhận không, cha mẹ mày dưới là ai, đang nuôi con của mày là ai, mỗi ngày họ vẫn gọi điện hình lên họ coi con 3-4 đứa con của mày đó ra sao rồi này kia, họ là ai, mày nói mày vô thừa nhận là vô thừa nhận chỗ nào, đất cát tiền bạc đồ này kia người ta cho mày hết, người ta cho mày hết hơn hết những cái đứa kia, mày cũng chưa vừa lòng nữa, vậy là vô thừa nhận chỗ nào á hả? Rồi mày nói mày thương con mày mà mày có đem con mày về tàu mỗi tối không hả? Hay là mày đi làm cái chuyện gì nữa hả? Còn mày nói mày đi giờ mày đi kiếm vợ mày, mày đi kiếm vợ mày thì mày đi kiếm đi. Giờ mày đổ thừa ban đêm mày đi kiếm vợ mày thì mày nghĩ đi. Tại sao mày đi kiếm vợ mày mà mày còn lên mạng mày bêu mày nói này nói kia nữa hả? Vợ mày đang nằm ở trong tay của mày kiếm cái nỗi gì? Kiếm vu vơ, chúng kiếm vu vơ đi kiếm tiền thôi. thôi, chứ đi kiếm gì, đi kiếm tiền ở trên cộng đồng mạng cái mạnh thường quân thôi. Mày thương cái con nhà kiểu gì, tao hỏi mày, mày thương cái con nhà kiểu gì mà con nhà đó nó mới đi ra khỏi nhà là mày rước cái về rồi, mày thương nó mày chung tình với nó kiểu gì mà kêu mướn bảo mẫu, mày quất 3-4 con đem về nhà, 3-4 con trẻ đem về nhà, còn con mấy cái cô lớn tuổi kêu mày thì mày không chịu làm,
tao mướn mà mày đổi thường, người ta không biết chạy xe, không biết này kia, đưa đón con mày, con mày nó chưa đi học mà đưa đón cái nhỏ dây. Yeah. Mày nghĩ ai cũng ngu giống như mày hết không? Mày đừng có nghĩ mày khôn quá, mày nói mỗi lời nói của mày là người ta phải, người ta biết liền hả? Chỉ có những cái người nào á mà ngu muội á, nhìn cái mặt của mày đó, người ta chắc cũng là cùng suy nghĩ với mày á, nên họ mới giúp mày thôi. Còn những cái bao nhiêu người, người ta giúp con của mày á, là người ta đã bỏ chạy hết rồi. Nổi điên luôn á. Đụng tới cha mẹ của nó thì chị khùng à. Nó bây giờ nó chỉ sống phè phẩn thôi Tân ơi, nó không có làm gì, nó vẫn còn tiền mà. Thì bữa chị trước nói, anh bữa trước anh nói chị đó, chung là hận là ngày là ra đêm sẽ vừa ra quay để mà ma bị xíu thôi, còn tối lại là phơi củ cải, phơi xương á. Bởi vậy để đó có làm nữa đâu đó. Chị nói giờ cái cô bảo mẫu nè cũng cẩn thận nè, mình nói thì tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ thiệt, nhưng mà thật chất á, trong tay của Hận đã có tiền, đang có tiền, có rất là nhiều tiền, nhưng mà nếu mà không có nữa là do nó ăn xài rồi, nó ăn chơi đánh bài cờ bạc hay là gì này kia thì cái nọ thôi là nó hết thôi. Nên á, chị bảo mẫu ơi, mình á, mình thương người, mình thương con cái nó là một chuyện, nhưng mà chị cũng phải cẩn thận là cái đó là cái mồ hôi nước mắt của chị cũng có con có cái này kia trong đó. Chị giờ chị giữ nó thì giữ nó là bắt nó phải trả tiền trước khi mình giữ, chứ đừng có để cho nó thôi thấy tội nghiệp mấy đứa, tội nghiệp quá dữ, rồi xong rồi vài bữa nó bùng ra một cái là thiếu nợ, là nó không có trả tiền cho chị đó. Chị phải giờ lấy tiền trước khi nó đang có tiền đó, chứ không phải nó không có đâu nha mọi người ơi. Cái vấn đề là chị bảo mẫu mà cũng đang nghĩ tới là chị, có nghĩa rằng là cái chiêu bài này có khả năng Hận dùng tới. Bây giờ đó là có khả năng là anh sẽ hẹn là cuối tháng trả đúng không, nhưng cuối tháng là không có tiền. Bắt đầu là cái chiêu bài là có khả năng là anh dùng kể như là cái chị bảo mẫu này, cái chị bảo mẫu hiện tại bây giờ này là kêu mạnh Hận tới để làm cái sự việc đây nó bét chè là nhè lên luôn, là để cho anh tiếp tục anh lên sóng nữa đó. Là nó là Hận đang xù lương xù đồ đấy, chắc anh cái vấn đề sẽ có khả năng xảy ra, mà em đảm bảo chị khi mà sự việc đây bùng lên một cái là chắc anh sẽ có Mạnh Thường Quân sau trả tiền cho cô này. Chị có tin điều đó, em đang nghĩ là chắc có đó. À, chứ không phải không đâu chị tin điều đó đó chị. Yeah. Tin điều đó đó là nó sẽ không trả nợ đâu, nó không sẽ trả rồi sao á đó. Thấy không, hôm nay nó nghèo khổ quá nên chị này chỉ thương nó, nên là chị thương nó, chị ráng giữ con cho nó rồi này kia. Bây giờ 3-4 tháng gì giờ nó không có đủ tiền trả ra cho chị, có phải là lúc đó là chị là vô tình, chị đang là cùng với nó, chị đang đồng lõa với nó để lừa gạt chị, lừa gạt cộng đồng mạng không? Yeah. Đúng không Hận? Chỉ là gì, chỉ là chị vô tình thôi. Chị nói đúng vậy, chị thương tụi nó tại vì anh Hận này không có tiền rồi này kia, tội nghiệp nó lắm. Nhưng thực chất thằng Hận nó rất là có rất là nhiều tiền, nó đang có rất là nhiều tiền đó. Nói bây giờ Hận à, em có nhiều tiền rồi thì bây giờ em nên nằm yên một chỗ đi Hận ơi, em nên nằm yên một chỗ đi. Em lo cho con cái em đi, rồi em đi làm rồi kiếm tiền đồ này kia, tiền của em á chị nghĩ rồi cũng trả cho con cái em đồ này kia cũng cả một năm trời được đó, tiền em đang có đó. Thì đó cần đơn giản thôi, có người gửi 10 ngàn nào đó hùng nhau lại gửi 10 ngàn, rồi có người nào đó gửi 3 ngàn gì nữa đó. Yeah. Thì đáng nhiêu rồi là 13 ngàn, rồi 13 ngàn tính bao nhiêu triệu, mà một tháng là của bà mấy bạn nhỏ là 6 triệu, cô giữ trẻ giữ 6 triệu, rồi tả sữa rồi này kia là cũng có 10 mấy 20 hộp, nó nói còn mười mấy thùng ở nhà rồi. Thì tính đi, còn mấy đứa nhỏ đó, không lẽ bây giờ mấy đứa nhỏ đó bây giờ phải không lẽ trả tiền luôn cho mấy đứa nhỏ ra hút chích nữa sao? Yeah. Tiền đâu trả tiền hút chất. Hút chất thì bao nhiêu đủ đúng không ba con? Thì tụi nhỏ chỉ cần như vậy thôi. Còn chính quần xác, áo đồ này kia tụi nó cũng có Mạnh Thường Quân mua này kia rồi, nhưng mà thằng Hận nó chỉ lo cho nó thôi, con cái nó không quần ăn hả? Có 1-2 bộ đồ này kia thôi hả ta? Yeah. Đồ của nó đem về, đồ của nó về coi như là kiểu giống như là nó chỉ biết chăm em này kia thôi à. Cũng hôi ấy dữ lắm luôn á. Giống như là nó mặc đồ của mẹ ghẻ nó thôi, chứ nó cũng không có đồ đâu.
Đó, thử hỏi giờ mày mày là mày lo cho con mày kiểu gì, hay là đồng tiền, những cái đồng tiền đó mày đã lấy đi mày ăn xài mày cờ bạc hết rồi Thận ơi, hay là hút chích nữa. Mày đừng có nói với tao giờ mày dám đi ra ngoài mày khám không, mày thử máu cho mày không, là mày nào mày trong sạch không Thận, tao cứ cho người lại dẫn cho mày đi luôn đó. Đó, hỏi sao mà cứ đi lên kêu gào à, kêu gào là thương vợ, thương vợ kiểu nào? Bây giờ cha mẹ vô thừa nhận hồi nào Thận, tao cấm mày một lần nữa nha Thận, mày đừng có bao giờ mày lên mày nói cha mẹ mày kiểu đó nữa nha Thận. Cái đứa gì đâu mà tao mà giờ chửi mày mất dạy á, thì tội nghiệp cha mẹ mày lắm, cha mẹ mày dạy mày dữ lắm luôn á Thận, nhưng mà tại sao như vậy thôi, mày là cái loại cầm thú thì mày không có cha có mẹ rồi đó, giờ mày thôi đừng có nhắc tới cha mẹ mày nữa đi, vậy đi cho xong. Cho chị xuống đi tao. Dạ cảm ơn, mình đang chồng, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ chúng ta đang trồng bông thanh tao vậy đó mà tự nhiên cái nghe cái câu nó là đứa con vô thừa nhận, tự nhiên cái lòng quỷ quy dữ của mình nó nổi lên nè, chọc coi mình không, tự nhiên mình đang tu mà tự nhiên xin nghỉ tu mấy chục phút à. Muốn rồi, muốn nuôi mà nó không cho mình xuống à. Yeah. Thì cũng mệt mỏi lắm chứ Tâm. Cảm ơn Tân nhiều nha, chị xin lỗi chị lớn tiếng, mà nào giờ cũng lớn tiếng, vụ của Hận lúc nào cũng lớn tiếng mà. Không sao không sao chị, chúc là cái lời đức lầm à. Cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị cùng gia đình sức khỏe nha. Ok, cảm ơn Tân nhiều ha. Yeah. Bye Tân. Thank you chị. Dạ yeah, bye chị. Dạ thưa chị, tất cả các bà con vừa rồi là cái một vị mạnh thường quân, chị là chị Hạnh bên Mỹ, cũng là một mạnh thường quân đang hỗ trợ cho Phượng Anh đi học. Tuy nhiên qua những cái mà thái độ của là Hằng, cảm thấy là có những cái câu từ dùng nó không phù hợp trong hoàn cảnh của mình, cho nên chị cũng đã có những cái lời gọi là cái như là muốn nhắn gửi đến Hằng, để Hằng có những cái gọi là sau này đó, nếu mà lên cộng đồng mạng để có những thức phim gọi là diễn đó, thì Hận cũng nên là có những cái gọi là nó có một tí gọi cái tính nhân văn, để đừng đưa cha mẹ mình lên cộng đồng mạng nữa Hận ơi. Đó là những cái lời mà cái như là của chị Hạnh muốn gửi, và Lang Thang Sài Gòn cũng muốn gửi đến Hận thâu. Những ngày vừa qua đấy cũng đủ tiền rồi, bây giờ nghe thông tin là nhận là cái như gần 20.000 đô, mà 20.000 đô hiện bây giờ là bà con biết cái giá trị bây giờ là gần 500 triệu đó, mà bây giờ nó thật sự nó diễn trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn như thế mà kể như là nhận gần 500 triệu bạc, thì kể như là một người công nhân họ lao động cả đời là không không dám nghĩ tới luôn. Đã. Mà bây giờ đùng một cái là nó lên nó diễn vợ mất tích rồi con cái nheo nhóc tất cả, kiểu làm những cái bài thơ gọi là thơ con cấp đó, dục lên cộng đồng mạng, rồi nhiều chị em khen, rồi nhiều chị em xuyết xoa đủ tất cả kiểu, rồi cuối cùng là người hưởng lợi vẫn là thằng Hằng. Đấy, tôi nói không có những cái lời xuyết xoa của một số chị em mà cái như comment đó, thì thằng Hận nó không có một xu. Đấy, do là xuyết xoa cổ xí rồi chia sẻ đủ tất cả các chiêu trò. Đây là một trong những cái mà cái như hiện bây giờ, một trong những cái đối tượng mà lợi dụng vào tình thương của người khác để đi kiếm ăn. Và đây là bây giờ mang chắc cao cao trào rồi quý vị. Nó thấy kiếm ăn dễ quá, cho bây giờ bất chấp, YouTube cũng bất chấp, mà cái như là nhân vật cần giúp đỡ cũng bất chấp. Đấy, và mục đích cuối cùng là đồng tiền của Mạnh Thường Quân, mà bọn này nó thật sự nó chưa đạt được mục đích thì chưa có điểm dừng. Trọng Súng cũng là một trong những người nó cũng là có những cái chiêu trò như thế, và trong suốt thời gian vừa qua rất nhiều bà con cũng đứng lên giật mặt, và những thằng mà nó quay YouTube nó quay cho Trọng Súng đấy, thì bây giờ cũng mang chắc là phá sản trong con đường gọi là cái như là hành nghề thiện nguyện. Tôi nói cái chuyện nào đó mà chỉ cần mà cái như nó quay lố là cái như tôi đẩy cái miệng tôi vô phát là cái tôi phá banh luôn à. Đấy, đấy là một trong những cái mục tiêu của tôi đang đi trong suốt cái chặng đường trong những ngày vừa qua. Và bây giờ thì Lang Thang Sài Gòn cũng xin tất cả quý vị cho tôi kết thúc cái buổi livestream tại đây. Một lần nữa thì chúc tất cả các bà con ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bà con vào những buổi live tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bà con đã quan tâm theo dõi. Bà con ơi, vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn một lượt like và một lượt đăng ký. Nếu bà con nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký kênh để theo dõi những cái clip mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Cảm ơn tất cả các bà con. Bye bye tất cả quý vị.